Nhà Lâm Phong. Alo. Cái gì? Bệnh viện Giang Thành. Mẹ. Lão Mạc, bây giờ tình hình sao rồi? Tôn. Mạc Thanh Sơn, chuyển nhân thần y môn. Lâm thiếu gia, tình trạng của phu nhân tôi đã xem qua, không hề nghiêm trọng. Nhưng khi tôi đang xem bệnh cho phu nhân, cô y tá này cứ khăng khăng ngăn tôi lại. Không nghiêm trọng sao? Cái tên lang băm này, nói hay thật đấy. Bệnh viện chúng tôi sở hữu thiết bị điều trị tiên tiến nhất. Bác gái này, chấn thương trong và ngoài đều rất nghiêm trọng. Hơn nữa tuổi tác đã lớn, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa tháng. Đây chính là không nghiêm trọng sao? Anh chính là con trai của bác gái này sao? Tôi khuyên anh vẫn nên mời người của bệnh viện này đến trị cho bác đi. Đừng có mời mấy người chẳng ra gì này. Nếu không ông ta chữa cho bác toi mạng lại đổ thừa do bệnh viện chúng tôi. Đây là hóa đơn thanh toán của mấy người, anh phải nhanh chóng đóng tiền cho bác. Nếu không bác gái này chỉ có thể nằm ngoài hành lang. Lần trước tôi mới đóng 100.000, nhanh như vậy đã hết rồi sao? 100.000, anh cảm thấy nhiêu đó đủ không? Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư lớn nhất ở Giang Thành, trong đây có điều kiện y tế tốt nhất. Nếu anh không có tiền thì đừng đến. Cô cái gì mà cô? Tôi khuyên anh mau chóng đóng tiền đi. Nếu không tôi lập tức đẩy mẹ của anh ra ngoài hành lang. Đến lúc đó hết oxy và thuốc men, tôi xem mẹ anh có thể kiên trì bao lâu. Hỗn láo, nói chuyện kiểu gì vậy? Cô có biết người đang nằm đây là ai không? Còn ai nữa? Một bà già sắp toi mạng thôi. Thân là nhân viên y tế của bệnh viện lớn nhất Giang Thành, đây chính là phẩm chất nghề nghiệp của cô sao? Anh không có tiền thì đừng tới trị bệnh. Một tên nghèo nàn cũng dám ở bệnh viện chúng tôi ăn nói sằng bậy, có giỏi thì anh dẫn mẹ anh đi. Cô dám sỉ nhục mẹ tôi thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến bệnh viện đóng cửa. Cô có tin hay không? Anh nghĩ anh là ai? Một thằng nghèo mà cũng dám phách lối ở bệnh viện chúng tôi. Anh đợi đó cho tôi. Tôi muốn anh và bà già này trả giá đắt. Tôi tưởng là ai đang ở đây giả vờ nữa. Tô Văn Hiếu, bác sĩ bệnh viện Giang Thành. Đây không phải là bạn đại học của tôi, tên rác rưởi Lâm Phong sao? Sao nào? Ăn vạ tới bệnh viện của chúng tôi sao? Chế giễu bệnh nhân. Đây chính là tố chất nhân viên của bệnh viện Giang Thành sao? Bác sĩ Tô, người này chính là con trai của bà già sắp ngủ này đó. Không biết từ đâu mời về một tên lang băm, tưởng là có thể trị khỏi cho bà già này. Tôi có lòng tốt khuyên họ, vậy mà còn đánh tôi. Thôi mà, Lâm Phong, cái thằng rác rưởi này thế mà dám đánh người của bệnh viện chúng tôi. Cậu có tin là ông đây gọi điện một cái là không có bác sĩ nào dám chữa cho bà già này không? Thử đi, cậu dám đụng vào một sợi tóc của mẹ tôi sẽ khiến cậu và bệnh viện này cùng nhau biến mất. Cậu tin không? Hoảng rồi kia. Lâm Phong, chúng ta học chung với nhau mà. Tôi cũng là người thấu tình đạt lý. Vậy đi, bây giờ cậu quỳ xuống lại ba cái, lại nói to ba lần là tôi là một thằng rác rưởi không bằng súc vật. Nếu tôi có tâm trạng tốt, biết đâu lại tha cho cậu. Tôi thấy lát nữa người cầu xin tôi là cậu mới đúng. Viện trưởng đến. Viện trưởng, sao ngài đến đây? Ngài đến đây cũng không nói một tiếng, biết trước tôi đã tới đón ngài rồi. Tô Văn Hiếu, Trần Thế Minh, viện trưởng bệnh viện Giang Thành. Cậu tưởng mấy chuyện xấu mà cậu làm tôi không biết sao? Trước kia tôi nể tình mẹ cậu là người của vương gia, nên chỉ mở một mắt, nhắm một mắt bỏ qua. Nào ngờ hôm nay cậu gan lớn như vậy, vậy mà gây cho tôi rắc rối lớn như vậy. Không đâu viện trưởng, đều do thằng nhóc này gây chuyện. Cậu ta không có tiền thì thôi, còn gây chuyện ở bệnh viện chúng ta. Viện trưởng, ngài phải phân xử cho tôi. Câm miệng. Anh Lâm là người cậu có thể phỉ báng sao? Giang Thành, Trần Thế Minh, bái kiến anh Lâm. Bái kiến ân sư. Hai cô cậu còn gây ra đó làm gì? Không mau chóng xin lỗi anh Lâm đi. Không phải, viện trưởng, ngài lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao? Cậu ta là một tên nghèo nàn, đến tiền trị bệnh cho bà già này cũng không có, bảo tôi xin lỗi cậu ta sao? Tô Văn Hiếu, từ hôm nay cậu không cần tới làm nữa. Cậu đã bị bệnh viện Giang Thành đuổi việc rồi. Còn nữa, ở Giang Thành sẽ không có bệnh viện nào dám nhận cậu đâu. Viện trưởng, tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói sằng bậy. Viện trưởng, tôi sai rồi. Lâm thiếu gia, tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi không bằng súc sinh, là lỗi tôi hết. Cậu tha thứ cho tôi đi. Đủ rồi, chuyện nhảm nhí này mấy người tự xử lý đi, đừng ở đây bôi cho chát chấu. Lâm Phong, nếu cậu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Vương Thiếu, anh họ, anh phải làm chủ cho em. Cậu Lâm, thật may mắn rằng bệnh của mẹ cậu đã được trị khỏi rồi. Tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ khỏi bệnh thôi. Lão Mạc, cảm ơn ông nhiều. Ơn này của ông tôi khắc ghi trong lòng. Cậu Lâm khách sáo quá, nhiều năm không gặp thầy, nào ngờ gặp được thầy lần nữa lại trong tình huống này. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay gọi con tới đây, ngoại trừ giải quyết chuyện nhảm này thì còn một chuyện nữa cần con làm. Thầy cứ nói, bọn thầy chỉ vừa đến Giang Thành không lâu, vẫn còn xa lạ với nơi này, nên có một chuyện cần con lập tức đi điều tra. 3 năm trước, vụ án thảm sát của Lâm gia, hung thủ thật sự đứng phía sau. Ban đầu Lâm gia bị thảm sát, chắc hẳn còn có sự tham dự của các thế lực khác. Nếu đó là mệnh lệnh của thầy, con sẽ cố gắng hết sức làm tốt chuyện này. Mộ Dung Khánh Hải, báo cáo Đấu Tôn, Lục gia Giang Thành bị diệt rồi. Người diệt Lục gia là người của cục tuần tra. Ngoài ra, Chiến Tôn Lâm Phong. Nói đi, Chiến Tôn Lâm Phong từng xuất hiện tại Giang Thành, bảo quỷ thủ đến Giang Thành một chuyến, nói với ông ta người lấy mạng anh trai ông ta đang ở Giang Thành. Vâng, sát. Quỷ thủ, bái kiến đại nhân. Những lời khách sáo không cần phải nói đâu. Vương Kiến Quốc, đại nhân, lần này ngài đến có việc gì vậy? Đây không phải thứ các cậu cần phải biết đâu. Chỉ cần giúp tôi tìm một người là được. Xin hỏi đại nhân, người đó là? Lâm Phong. Xem ra cậu đã sớm phát hiện rồi. Ông ăn mặc thế này, muốn không phát hiện cũng không được. Nói đi, ai phái ông đến đây? Lục gia, hay là Vương gia, hay là Mộ Dung gia? Đừng quan tâm tôi là người của ai. Hôm nay cậu không sống được đâu. Rốt cuộc là ai phái ông đến? Alo, Lão Mạc, tôi đang giữ một người, tạm thời phải giữ mạng của ông ta, tôi cần ông giúp đỡ. Mộ Dung, tôi hy vọng không phải người của anh, nếu không Bắc Cảnh vừa bình yên mấy ngày sẽ lại loạn đấy. Alo, Tôn Thượng, quỷ thủ vừa tỉnh dậy đã làm Lão Mạc bị thương, đang tiến về phòng của phu nhân. Cái gì? Im ngay. Yến Nhi, em không sao chứ? Lâm Phong, vừa rồi hắn, ông chán sống rồi. Hôm nay chính là ngày giỗ của cậu. Cậu có còn nhớ quỷ diện bị cậu làm hại 1 năm trước không? Những kẻ tôi lấy mạng đều là lũ hại nước hại dân, bọn chúng vốn không nên sống trên đời. Cậu nói hay lắm. Vậy hôm nay cậu đi gặp họ đi. Hoa Hồng, đến mật thất đi. Lâm Phong, tôi sẽ bắt cậu đền mạng. Quỷ thủ, tôi khuyên ông tốt nhất nên khai ra, hung thủ đứng đằng sau, tôi còn có thể cho ông được ra đi toàn thây. Đừng có nằm mơ. Cho dù cậu lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ làm ác ma phục thù. Hỗn xược, không biết hối cải, còn dám ngông cuồng vậy.
Lâm Phong, tốt nhất là đừng để lão đây thoát được. Nếu không tôi sẽ cho cả nhà cậu cùng quy tiên. Hoa Hồng, không cần biết cô dùng cách gì. 10 phút sau, tôi muốn biết hung thủ đứng sau là ai. Vâng, tôn thượng. Tận hưởng 10 phút cuối cùng của ông trên đời này đi. Ông nên cảm thấy may mắn vì chỉ có 10 phút để nếm mùi lợi hại của tôi. Nhưng mà tôi đảm bảo 10 phút sau đây sẽ là hồi ức đau đớn nhất của cả đời ông. Tôn thượng, hắn đã khai chưa? Báo cáo tôn thượng, ông ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, nhất quyết không chịu khai ra. Người đứng đằng sau, rốt cuộc ông là người của ai? Đừng mơ mộng nữa, nhất định người đó sẽ trả thù cho tôi. Cậu và cả nhà cậu sẽ phải chôn cùng với tôi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng. Hắn giấu kịch độc trong răng. Hết cứu rồi. Không, không được. Các người đừng đến đây. Tôi là người của Mộ Dung Khánh Hải. Đứng sau anh ấy là Mộ Dung gia đứng đầu đế đô đấy. Nếu các người dám làm gì tôi, anh ấy sẽ không tha cho các người đâu. Cho người đi điều tra động tĩnh của Mộ Dung gia. Tôn thượng, ý của anh là nhớ rõ, không được để lộ chuyện này. Vâng tôn thượng. Bởi vì thảm án Lâm gia đã qua lâu lắm rồi, nên sẽ có rất nhiều thế lực ngăn chúng ta điều tra. Nghiêm trọng nhất chính là Vương gia, một trong tam đại gia tộc của Giang Thành. Nhưng cho dù là Vương gia, muốn tiêu diệt Lâm gia cũng không phải chuyện nhỏ. Vậy nên tôi nghĩ là phía sau Vương gia có một thế lực lớn hơn nữa đứng sau chỉ thị cậu Lâm. Có phải đến lúc tôi ra tay rồi không? Tạm thời chưa cần. Thế lực đứng sau âm mưu diệt Lâm gia của tôi phải do chính tay tôi tiến đến cửa tử. Theo như manh mối mà Hoa Hồng tìm được, Vương Tam Kim của Vương gia đã bao toàn bộ quán rượu này. Đây đúng thật là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Cậu làm gì đấy? Đêm nay Vương thiếu gia bao toàn bộ chỗ này rồi. Mau cút khỏi đây cho tôi. Nếu tôi vẫn muốn vào thì sao? Vậy tôi đành phải lấy hai cái chân của cậu làm kỷ niệm rồi. Lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cái gì mà ồn vậy? Lưu Tam Đức, biệt danh Lưu Sẹo. Tôi lột hết ra các cậu bây giờ. Anh Đức, không liên quan đến tôi. Là thằng nhóc này, tôi đã nói với cậu ta, đây là địa bàn của anh rồi. Cậu ta cứ nhất quyết xông vào. Nhóc con, dám làm càn ở địa bàn của tôi. Cậu có tin là tôi băm cậu ra thành trăm mảnh, đem cho cá ăn không? Lưu Sẹo, họ tên Lưu Tam Đức, 7 tuổi lăn lộn giang hồ. Sau 3 năm lăn lộn thì vào tù. Ra tù theo một nhóm xã hội đen của Giang Thành, ngấm ngầm dựa hơi Vương gia. 3 năm trước anh theo chân hai nhà Vương gia Lục gia cùng tham gia chuyện diệt tập Lâm gia. Không biết tôi có nói sai gì không? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là Lâm Phong. Nói đi, ai bảo cậu đến tìm tôi? Cậu lại lấy thông tin từ đâu? Mục đích cậu đến đây là gì? Tôi đến là muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người. Làm sao cậu biết tôi có thể giúp cậu? Lưu Sẹo, tôi không ở đây để thương lượng với anh, mà là đang thông báo cho anh. Tên nhóc, tôi nói cậu biết, đây là địa bàn của tôi. Đại ca, chỉ có mấy người này mà cũng muốn xử lý tôi, viễn vông quá rồi đấy. Cậu không biết mấy người bọn họ là ai hả? Tôi nói cho cậu biết, thấp nhất cũng là quán quân đấu vật tự do đấy. Chỉ có một mình cậu mà ở đây nói điều kiện với tôi. Đánh hắn cho tôi. Bây giờ
tới anh rồi, thằng nhóc. Đây là địa bàn của tôi. Điên cuồng như thế, ai cho cậu lá gan đó? Anh tin vào khẩu súng trên tay anh như vậy sao? Thằng nhãi chán sống. Cậu có tin, tôi chỉ cần một phát thôi cũng đủ lấy mạng cậu rồi. Không tin, thử đi. Cậu vậy mà cũng gan quá đấy. Bây giờ tôi sẽ xử đẹp cậu. Bây giờ chúng ta cùng bàn về chuyện của tôi đi. Không, không phải, Lâm thiếu gia, chúng ta đều là bạn, cần gì phải đụng tới dao tới súng chứ, làm mất hòa khí. Tôi vẫn thích dáng vẻ không chịu phục tùng khi nãy hơn. Anh trả lời đi. Mấy người tay sai này có phải là... Mấy cậu ra ngoài hết cho tôi, không có lệnh của tôi, không ai được vào. Lâm thiếu gia, bây giờ cậu có thể nói rồi đó. Đừng, đừng như vậy. Hôm nay tôi đến là muốn anh giúp tôi tìm một người. Tìm người? Tìm ai vậy? Vương Tam Kim của Vương gia. Em họ, tối nay muốn ăn gì uống gì anh đây sẽ trả hết. Cảm ơn anh họ. Đúng rồi, anh họ. Sao thế, tên Lâm Phong kia vì bản thân mình có người chống lưng nên đã đuổi em ra khỏi bệnh viện rồi. Em là người của anh mà, đây không phải là đánh vào mặt anh sao? Cái gì? Lâm Phong? Em có chắc người đó tên là Lâm Phong không? Em chắc chắn tên người nhà bệnh nhân của mẹ hắn ghi như vậy đấy. Em qua đây. Em chắc chắn người đó tên là Lâm Phong đúng không? Phải. Được, anh họ giúp em một tay. Anh họ, anh đúng là thiên tài. Bây giờ em sẽ đi làm ngay. Vương Tam Kim, thiếu gia Vương gia. Lâm Phong, ra ngoài. Đi. Câu đó nói sao đây nhỉ? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Được, tôi đỡ phải đi tìm cậu. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh một câu. 3 năm trước, người đã ra tay với Lâm gia có phải là Vương gia anh không? Tên phế vật như cậu cũng xứng để hỏi tôi sao? Đồ bần hèn, chó cũng không bằng. Nếu đã già mồm như vậy, vậy tôi đành phải dùng cách của mình để nói chuyện với anh. Cậu ở đây giả vờ cái gì? Cậu mà cũng xứng giả vờ với ông đây. Ông đây không giống tên ngốc Lục Môn Thành kia đâu, có thể cho cậu sống lâu như vậy. Được thôi, để tôi xem thiếu gia Vương gia có bản lĩnh gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Cái loại người thấp kém như cậu mà cũng xứng ở đây kiêu căng với tôi. Người đâu? Làm cái quái gì vậy? Hắn ta sờ sờ ra đấy mà bước vào, mấy người không thấy hả? Chỉ dựa vào họ, e là anh phải thất vọng rồi. Lâm Phong, hay vậy đi, tôi sẽ cho cậu thêm cơ hội nữa. Cậu quỳ xuống, dập đầu 3 lần cho tôi, gọi thêm 3 tiếng bà ơi nữa. Nếu tôi vui, tôi sẽ thả cậu đi. Xem ra hôm nay tôi không thể che giấu thực lực nữa. Đánh hắn cho tôi. Ông đây muốn hắn phải nuốt cái ly này. Cậu muốn làm gì? Tôi hỏi anh thêm lần cuối cùng. 3 năm trước, kẻ ra tay với Lâm gia có phải Vương gia mấy người không? Ông đây là người của Vương gia, cậu dám đụng vào tôi, Vương gia không tha cho cậu đâu. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. 3 giây cuối cùng, nếu anh không nói, cả đời này thì không còn cơ hội để nói nữa đâu. Được, ông đây nói cho cậu, thủ phạm thực sự đứng sau sự diệt vong của Lâm gia. Tôi ở đây, đến cứu tôi. Lâm Phong tên điên này, ông đây nhất định phải cho cậu tan xương nát thịt. Vương thiếu gia, anh Đức. Lâm Phong, cậu tòi chắc rồi. Cậu biết người này là ai không? Người này chính là đại ca xã hội đen ở Giang Thành, mọi người hay gọi là Lưu Sẹo. Cậu dám chọc anh ấy, cậu tiêu chắc rồi. Anh Đức, tên nhóc này dám gây chuyện ở đây,
anh nhất định phải cho hắn nếm mùi đi. Lâm thiếu gia, Lâm Phong, cậu mau quỳ xuống cho ông, dập đầu 3 lần. Ông đây sẽ khuyên anh Đức để cho cậu toàn thây ra về. Anh Đức, nghe nói anh muốn ra tay với tôi. Tên hôi hám này, cậu dám sỉ nhục Lâm thiếu gia. Đánh cho tôi. Anh Đức, tôi nói cho cậu biết, sau này gặp cậu ở đâu, tôi sẽ đánh cậu ở đó. Anh Đức, Lâm thiếu gia cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì hắn khó sống ngày đó. Phim được dựng, Thuyết Minh đánh tại phim châu Á. Cho hắn biết tay. Anh họ, con trai, đây là ba. Sao bây giờ ba mới tới? Tên Lâm Phong đó đã bắt đầu điều tra về chuyện 3 năm trước kẻ nào đứng sau ra tay tiêu diệt Lâm gia rồi. Chúng ta phải mau báo tin tập đoàn Triệu Thị. Tôn Thượng đã tra rõ ràng, tập đoàn Triệu Thị hiện do Triệu Quốc Anh của Triệu gia nắm giữ 87% cổ phần, 13% còn lại được chia đều cho 13 cổ đông. Hơn nữa, Triệu Quốc Anh còn là thành viên dự bị của cục tuần tra. Thưa anh, dù sao cũng đã đến rồi, lên trên xem như thế nào. Cũng không biết tập đoàn Triệu Thị đã đắc tội với Tôn Thượng ở chỗ nào. Đứng lại, đây chính là tập đoàn Triệu Thị, chứ không phải là nơi cho chó mèo hoang muốn đến thì đến. Hỗn xược, mở to mắt của cậu ra. Cậu có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai không? Gọi điện thoại cho Triệu Quốc Anh, bảo ông ta xuống đón tôi. Vâng, ai cơ? Đại ca, tôi có nghe lầm không? Cậu ta nói ai sẽ xuống cơ? Theo tôi thấy, không biết hai tên thần kinh này ở đâu chạy đến Triệu Thị mà đứng đây chém gió. Tôi muốn hỏi hai người, có biết Triệu Quốc Anh là ai không? Ông ấy chính là sếp lớn nhất của tập đoàn Triệu Thị. Đừng nói đến hai người, cho dù là thống đốc của Giang Thành, gặp chủ tịch của chúng tôi còn phải khách khí một vài phần. Đúng vậy, dựa vào hai người cũng xứng sao? Triệu Quốc Anh, chủ tịch Triệu Thị. Ai vậy? Được, được thôi. Tương Thượng, tôi gọi thì đang thuê bao, là không gọi được, hay căn bản là không có số của chủ tịch chúng tôi đây. Tôi nghĩ là có người đang muốn ra vẻ ở đây, muốn thao túng chúng ta để lấy được cơ mật tập đoàn Triệu Thị. Các người, chúng ta về trước đi, hôm sau lại đến. Đứng lại, đây chính là tập đoàn Triệu Thị, không phải là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy theo ý của cậu, cậu muốn cái gì? Đơn giản thôi, có gì khó đâu. Chỉ cần cậu cúi người xuống, chui qua đây, sau đó quỳ xuống gọi tôi 2 tiếng ông nội, tôi sẽ để các người đi. Cậu quỳ xuống cũng được đó, nhưng cậu đi hỏi chủ tịch của các cậu, ông ta có dám cho tôi quỳ không. Đừng có mà không biết điều. Cậu nghĩ cậu là ai thế? Tôi thấy là cậu chán sống rồi. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu dừng tay. Cậu nghĩ cậu là ai mà đứng trước cửa tập đoàn đánh nhau ầm ĩ vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Triệu tổng, đám người trước cửa này cứ lén la lén lút, nhìn là biết không phải người tốt. Câm miệng, khách quý sắp đến thăm, bớt gây chuyện đi. Tương Thượng, người đó chính là chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị, Triệu Quốc Anh. Xem ông ta đang định làm gì. Thành viên dự bị cục tuần tra, tham kiến Thanh Long sứ đại nhân. Đi điều tra cho tôi, tại sao Thanh Long sứ lại đến tập đoàn Triệu Thị này? Còn về tập đoàn Triệu Thị, cứ để nó hấp hối vài ngày đi. Vâng, Tương Thượng, đi thôi. Đây có phải người 2 ngày trước đã ba hoa khoác lác ở Lâm gia, có phải tên rác rưởi đó phải không? Làm sao thế? Hôm nay đến chỗ của tôi chi vậy? Thiếu gia, cả buổi chiều hai người này đứng ở công ty lén la lén lút, nhìn là biết muốn ăn cắp bí mật của công ty. Nói bậy, cái công ty rách nát của các người có cho tôi cũng không thèm. Thằng nhóc cậu đúng là có phúc hưởng đấy. 2 ngày trước dẫn theo một người đẹp, hôm nay lại đổi sang người mới, cô thấy thế nào? Người đẹp lên lầu chơi với tôi không? Hỗn xược, còn tiến lại đây, tôi đập gãy chân cậu. Tôi rất thích những người nóng tính như cô vậy. Tôi khuyên cậu mau xin lỗi đi, nếu không thì tự chịu hậu quả. Tự chịu hậu quả sao? Tôi nói cho cậu biết, sao cậu không đi hỏi thử ở đây là địa bàn của ai? Ở đây tôi chính là ông trời. Tôi khuyên cậu hãy mau xin lỗi tôi liền đi, rồi đưa cô gái này cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu nằm viện nửa cuộc đời còn lại. Hai người các cậu làm gì vậy? Còn không mau lên cho tôi, bắt cô ta qua đây, rồi xử lý cậu ta đi.
Sao hả, Triệu thiếu gia, có muốn thử lại không? Nhãi danh giỏi đấy, coi như cậu có bản lĩnh, có ngon thì đứng yên đó, tôi cho cậu biết tay. Ba, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con không biết hôm nay có khách quý đến sao? Còn đánh nhau ở đây nữa. Thành Long sứ đại nhân, đây chính là con trai tôi, Triệu Thiên Thành. Bái kiến Thành Long sứ đại nhân. Bà ơi, chuyện là như này, hai người này muốn đánh cắp bí mật của tập đoàn Triệu thị chúng ta thì thôi đi, bị con phát hiện ra, lại còn đánh cả nhân viên bảo vệ nữa, đến con cũng bị đánh một trận, bà xem. Chàng trai, những gì con trai tôi nói là thật sao? Nếu như thật thì sao? Không thật thì sao? Chàng trai này cũng lớn gan đấy, lại dám nói chuyện với tôi kiểu đó. Hôm nay cho dù cậu có đánh cắp bí mật của Triệu thị hay không, tôi cũng không cho cậu đi đâu, bắt cậu ta lại. Triệu tổng, ông chưa biết lời của Triệu Thiên Thành là thật hay giả liền ra tay rồi, không sợ Đồ Long vệ biết được sao? Hai người đánh cắp bí mật của Triệu thị, bây giờ còn không mau giơ tay chịu trói đi. Nếu đã như vậy, tập đoàn Triệu thị cũng đến lúc thay người rồi. Nực cười, có Thanh Long sứ đại nhân đứng ở đây, cậu lại dám hỗn sực như vậy, lên cho tôi. Cậu, nghe đây, bây giờ tôi đã là thành viên chính thức của cục tuần tra, cậu dám ra tay với tôi, không sợ cục tuần tra trả thù sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, đi. Thanh Long sứ đại nhân xin dừng bước. Mau xử lý sạch sẽ tập đoàn Triệu thị cho tôi, trước ngày mai tôi muốn có được tất cả cổ phần của bọn họ. Vâng, tôn chủ. Yến Nhi, hãy đợi anh. Sếp ơi sếp, có chuyện rồi, không hay rồi. Trong vòng 4 tiếng trước, cổ phiếu của chúng ta gần như đã chạm đáy. Công ty đã... Là ai? Ai đang nhắm đến Triệu gia chúng ta? Lên đi. Cô, rốt cuộc cô là ai hả? Dám kiếm chuyện với Triệu thị này, không sợ cục tuần tra sao? Đây là cục tuần tra, ai không liên quan thì mau ra ngoài. Chủ tịch Triệu thị, ông không giữ chức đó được lâu đâu. Triệu thị đã trốn thuế, còn nợ ngân hàng 5 tỷ. Bây giờ, cổ phần của tập đoàn Triệu thị đã tự động được coi như khoản vay, bị thế chấp rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Được rồi, tập đoàn Triệu thị sau này không còn là của ông nữa. Ngày mai sẽ họp đại hội cổ đông, tất cả mọi người đều phải tham gia. Lát nữa chủ tịch mới sẽ đến, cứ bình tĩnh đi, đợi thêm một lát. Đây không phải là tên trộm hôm qua sao? Đang nghĩ cơn giận hôm qua không biết chút vào đâu, vậy mà hôm nay lại tự mình đến đây. Kể từ ngày mai hai người các cậu không cần phải đi làm nữa, đùa cái gì vậy? Dám đến đây ra vẻ nữa, bộ cậu nghĩ cậu là chủ tịch của tập đoàn Triệu thị sao? Chắc là cậu ta bị điên rồi, tự coi mình là chủ tịch của tập đoàn Triệu thị. Nếu tôi thực sự là vậy thì sao? Nếu cậu thực sự là chủ tịch của tập đoàn Triệu thị, vậy thì tôi sẽ là bà của chủ tịch tập đoàn Triệu thị. Lâm Phong, tên rác rưởi cậu vẫn dám đến đây sao? Triệu tổng, cái tên này có vấn đề về đầu óc, đừng so đo với cậu ta. Hai người các cậu giữ cậu ta lại cho tôi, không cho phép cậu ta vào trong. Cậu thấy đó, bây giờ cậu tự đi hay là chúng tôi tiễn cậu đi? Tôi đến rồi, xuống đây đón tôi đi. Sao vậy, không phải cậu nói mình là chủ tịch của tập đoàn Triệu thị sao? Sao ngay cả công ty của mình cũng không tự vào được? Hai người các cậu lo suy nghĩ, lát nữa ăn nói thế nào với Triệu Quốc Anh đi. Người mà cậu nói có phải là Triệu tổng của tập đoàn Triệu thị, Triệu Quốc Anh không? Cậu có cửa hả? Ông ấy chính là người sở hữu công ty đáng giá hàng tỷ, loại người ăn hại như cậu cũng dám gọi thẳng tên ông ấy. Hy vọng khi Triệu Quốc Anh xuống đây, hai người sẽ không cầu xin tôi. Nếu như cậu có thể bảo Triệu tổng xuống đây đón cậu, đừng nói là cầu xin, tôi sẽ cởi đồ chạy vòng vòng luôn. Lâm tổng, cậu đến rồi, hai tên bảo vệ này không cho tôi vào. Đây là ý kiến của ông hay là ý kiến của Triệu thị? Lâm tổng, bình tĩnh. Hai người các cậu, kể từ giây phút này không còn là nhân viên ở đây nữa, bây giờ mau cút đi cho tôi. Lâm tổng, tôi xử lý như vậy có thích hợp không? Mấy giờ rồi vẫn chưa đến nữa, sao cậu lại vào đây? Đó là chỗ của cậu hả? Mau đứng lên đi, không phải sắp họp đại hội cổ đông sao? Bắt đầu thôi. Cậu đang nghĩ mình là cái quái gì vậy, còn đòi họp đại hội cổ đông? Cậu nghĩ mình là chủ tịch mới của chúng tôi hả?
ra ngoài đi. Cậu nói chuyện với sếp mình với thái độ như vậy sao? Lâm Phong, cậu bị điên rồi phải không? Như vậy đi, hay là tôi sẽ nể mặt. Người phụ nữ của cậu sắp thuộc về tôi, tôi sẽ tha cho cậu. Bây giờ cậu mau đứng lên, dập đầu 99 lần cho tôi đi. Nếu không thì chỉ có vậy vẫn chưa đủ đâu. Sao lại không đủ? Cái thằng nhóc này còn hư quá rồi, dám ăn nói hỗn láo với lại Lâm Tổng nữa hả? Cái gì? Sao lại là Lâm Tổng? Lâm Phong là Lâm Tổng. Mấy ngày trước Lâm Tổng đã mua lại công ty của chúng ta rồi. Bây giờ tập đoàn Triệu Thị đã thuộc về Lâm Tổng. Không thể nào. Ba đang gạt con hả? Cái tên vô dụng này sao có thể mua lại tập đoàn Triệu Thị được chứ? Mở to mắt của cậu ra, xem cho kỹ vào. Đồ bất hiếu, còn không mau qua xin lỗi Lâm Tổng đi. Thôi xong rồi. Lâm Tổng ơi Lâm Tổng, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi đúng là người có mắt như mù mà. Tôi đã không nhận ra thân phận thật của anh. Tránh ra đi. Tôi nhớ là lúc ở Lâm gia, cậu đâu có nói như vậy. Lâm Tổng, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự đã phạm sai lầm. Sao mà tôi có thể làm điều đó với người phụ nữ của anh chứ? Anh yên tâm, tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ lập tức qua đó xin lỗi cô ấy. Dạ vâng, được thôi, tôi làm liền. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về sự phát triển của tập đoàn Triệu Thị. Tô Yến Nhi, mặc dù tôi là mẹ kế của cô, nhưng mà tôi đối xử với cô cũng rất tốt mà. Cô lại đối xử với chúng tôi như thế này sao? Tô Yến Nhi, cô đúng là một con khốn, vô liêm sỉ, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, làm mất danh tiếng của chúng tôi. Đáng thương nhất là người chị chưa chồng trong sáng tôi đây, bởi vì cô mà bị người khác chỉ trích khắp nơi. Chuyện này là do các người tự chuốc lấy, liên quan gì đến tôi? Tô Yến Nhi, cái thứ vô ơn này, chúng tôi tốt với cô như vậy, cô lại hành xử thế này sao? Từ đầu hai người đã lén lút lấy đi tài sản của ba, không phải vậy sao? Cô, Tô Yến Nhi, bộ tôi cần phải trừ mặt mũi cho cô sao? Cô cứ xem tôi xử lý cái thứ khốn nạn như cô đi. Chút nữa tôi quay lại tính sổ với cô tiếp. Phim được dịch, Quyết Minh. Người đâu? Đây là, đây không phải là Triệu thiếu gia sao? Triệu tổng, có phải anh đến tìm Yến Nhi không? Anh yên tâm, ngày mai em sẽ dắt nó đến Triệu gia nhé. Em bảo đảm nó sẽ tắm rửa sạch sẽ. Em nói cái gì vậy? Anh, làm sao anh có thể có ý gì với cô Tô được chứ? Anh chỉ đến để đưa hợp đồng bàn giao công ty thôi. Hợp đồng đâu rồi? Cô Tô, xin cô hãy nhận hợp đồng bàn giao công ty sao? Cô Tô, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi thật sự đã ăn gan hùm rồi. Tôi đột nhiên lại dám vô lễ với cô. Tôi đúng là chán sống, nhưng mà cô là người rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần này nhé. Cô Tô, từ hôm nay trở đi, cô chính là chủ nhân của công ty. Chuyện này cô cứ yên tâm, tất cả công việc của cô đều sẽ do nhân viên chúng tôi gánh vác giúp cô. Tôi cũng tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô, tập đoàn của chúng ta sẽ càng phát triển hơn trong tương lai, có đúng không Yến Nhi? Nếu như Triệu thiếu gia đã để con tiếp quản tập đoàn Triệu Thị, vậy thì sau này con cũng đừng phụ lòng Triệu thiếu gia nữa nhé. Đúng vậy, chuyện tốt như thế này người khác muốn còn không được đấy. Sao con vẫn chờ ra thế? Chuyện này là thật sao? Quá tốt rồi, cuối cùng mình đã có thể vui vẻ sống với Lâm Phong rồi. Mình phải mau chóng báo tin tốt này cho Lâm Phong. Alo, có chuyện gì vậy, Yến Nhi? Lâm Phong, em đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị. Thật sao? Tô Tổng, vậy ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn mừng. Chào mừng quý khách đến với tiệm trang sức Sang Mỹ. Cái này đẹp không? Em đeo cái gì cũng đẹp hết. Vậy mua cái này đi. Được, mời cô thanh toán bên này. Được, để anh trả.
Không cần đâu, em tự trả được rồi. Bây giờ anh chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, đừng nên lãng phí. Sao mà vừa vào đã ngửi thấy mùi hôi thế này? Thì ra ở chỗ này có rác cờ đấy. Tô Văn Hiếu, cái cậu này bây giờ làm trai bao sao? Cũng phải, với khuôn mặt của cậu không làm trai bao thì tiếc quá. Anh đang nói ai đấy? Tất nhiên là đang nói đến cậu trai bao mới toanh của cô rồi. Em gái, cô cũng khỏe thật đấy. Nhiều đàn ông như vậy mà cô vẫn có thể chịu đựng được. Anh, Tô Văn Hiếu, có phải cậu lại muốn được dạy dỗ không? Ôi, tôi sợ quá. Tô Văn Hiếu, anh đừng có mà quá đáng. Tôi quá đáng sao? Yến Nhi, cô nuôi hắn, vậy thì chi bằng tôi nuôi cô. Tôi sẽ gọi điện cho ba tôi, chỉ cần vài phút là cô liền có 2 triệu. Cô mà trông chờ vào cái thằng chồng phế của cô thì chắc chắn cô sẽ bỏ mạng vì đói đấy. Yến Nhi, người thì không chơi với chó, cậu bảo ai là chó? Cho tôi 10 cái vòng cổ kim cương kiểu dáng khác nhau. Tôi muốn tặng cho vợ tôi mấy món quà vặt. Lâm Phong, có phải cậu điên rồi không? Cậu có biết vòng cổ kim cương bao nhiêu tiền không? Cả đời cậu cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy đâu. Anh chắc chắn mua chứ? Tôi chắc. Xin đợi một chút, số tiền này lớn quá, tôi phải gọi điện cho quản lý. Lâm Phong, tôi có quen quản lý của cửa hàng này, cậu đừng giả vờ ở đây nữa. Cậu đừng nói là 10 cái, cho dù là 1 cái, cậu có tán ra bại sản thì cũng không mua nổi đâu. Lâm Phong, một cái vòng cổ này ít nhất cũng khoảng 5 triệu. Chuyện này, em yên tâm, anh còn chưa tặng quà cho em. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Lâm Phong, cậu đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt nữa. Nếu như đồ vô dụng cậu đây có thể mua được cái túi đựng của cửa hàng này thì xem như tổ tiên cậu cũng có phúc rồi. Tô thiếu gia, cậu có thể đến cửa hàng nhỏ của tôi, quả thật vinh hạnh quá. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau pha một ấm trà ngon cho Tô thiếu gia. Dạ. Tô thiếu gia, nghe nói cậu muốn mua 10 chiếc vòng cổ kim cương, có phải không? Gần đây tôi không có dư tiền đến vậy. Vậy ai muốn mua thế? Cái tên nghèo khổ đang đứng bên kia nói khoác kia kìa. Cô bị mù sao? Loại người này có thể có tiền mua sao? Cô đừng hòng lấy được tiền lương hôm nay. Tôi xin lỗi, xin lỗi quản lý, tôi sẽ đuổi anh ta ra ngay. Anh nghe thấy quản lý của chúng tôi nói gì chưa? Cút đi, anh làm tôi mất hết 1 ngày lương đấy. Thứ cặn bã xã hội như anh thì không xứng đứng ở đây. Tôi nói, tôi muốn 10 chiếc vòng cổ kim cương. Được thôi, mua kim cương ở chỗ chúng tôi đều phải xác minh thu nhập. Người nghèo khổ như anh xác minh được không? Vợ vịt, vợ tiếp đi. Mấy năm nay cậu làm chó hoang ở Bắc Cảnh, nhặt được rác để ăn là tốt rồi, còn có thể có tiền sao? Nếu cậu có thể mua được, tôi sẽ lập tức quỳ lại cậu 1 cái. Tô Văn Hiếu, cậu không nói chuyện cũng không ai bảo cậu bị cơm đâu. Nếu như cậu không mua nổi thì tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị bị vứt xuống biển. Lâm Phong, hay là chúng ta đi đi. Anh đã nói sẽ mua quà cho em thì nhất định anh sẽ mua. Xin lỗi anh Lâm, tôi đúng là có mắt như mù. Vòng cổ của anh đã được đóng gói rồi, mời anh đến phòng VIP. Đợi một lát. Khoan đã, đợi chút, có phải anh nhầm rồi không? Cậu ta có thể mua được sao? Các anh bị lừa phải không? Tô thiếu gia, việc xác minh thu nhập của chúng tôi chắc chắn không sai. Xin cậu đừng vô lễ với khách quý của tiệm chúng tôi. Nếu không, cửa tiệm chúng tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen đấy. Được. Anh, các người cứ đợi đấy. Anh Lâm, mời đi bên này. Anh Lâm, 10 chiếc vòng cổ của anh đều trong này. Chúng tôi đi trước đây. Được. Lâm Phong, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Lâm Phong, hôm nay mày tới số rồi. Lâm Phong, em yên tâm.
Lâm Phong, mày không thoát được đâu. Đồ rác rưởi, dám làm xấu mặt ông đây, trước bản dân thiên hạ. Hôm nay ông đây sẽ khiến mày đái ra quần. Anh em lên, chặt gãy chân nó cho tôi, để cho nó lê lết, xem tôi chơi vợ nó thế nào. Tôi Văn Hiếu, chán sống rồi đúng không? Sợ rồi hả? Muốn câu giờ với bố mày đúng không? Alo, gọi vài anh em đến đây giúp tôi xử lý một tên rác rưởi. Rác rưởi hả? Được thôi, hôm nay bố mày sẽ đợi ở đây. Trong vòng 10 phút không có ai đến, ông sẽ bắt mày quỳ xuống đây liếm giày cho ông. Lâm Phong, hay là chúng ta đừng gây hấn nữa. Em đừng sợ, mấy tên tép diêu này vẫn chưa đủ trình đâu. Đồ trướng mắt này, bố mày không đợi nữa vẫn ngông chứ gì. Hôm nay bố mày sẽ chặt gãy chân chó của mày, gửi cho mẹ mày xem. Anh em lên. Thời này an ninh kém thật, chó hoang chạy đầy đường rồi. Không được, mày định làm gì hả? Lâm Phong, nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đấy. Bớt nói đi, đánh cho tôi. Đánh hay lắm. Anh em, chúng ta lên. Sau này ra đường phải mở mắt ra, đừng khiến bản thân bị coi như rác rưởi. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lâm Phong, em tắm xong rồi. Yến Nhi, sau này em ngủ lại phòng này đi. Yến Nhi, thuyết minh và lồng tiếng tại em ăn sáng trước đi, tối qua uống nhiều, phải chăm sóc dạ dày cho tốt. Lâm Phong, tối hôm qua em về nhà bằng cách nào? Alo, Lưu Tổng. Lưu Tổng, không phải vậy, anh nghe tôi giải thích. Lâm Phong phải làm sao đây? Lưu Tổng muốn kiện công ty vi phạm hợp đồng, còn muốn chấm dứt hợp tác. Không sao, cứ giao cho anh, anh sẽ làm như thế nào? Yên tâm. Tô Tổng, làm sao bây giờ? Tập đoàn Lưu Thị đã gửi văn kiện cho công ty chúng ta, bảo là sẽ không hợp tác với chúng ta. Tôi sẽ suy nghĩ cách. Không phải đâu, Tô Tổng. Bây giờ bởi vì tập đoàn Lưu Thị, nhiều cổ đông trong công ty ta bắt đầu trở nên không hài lòng. Cô để tôi suy nghĩ đi đã. Tô Tổng, không hay rồi. Vương Tam Kim, tên tiểu nhân hèn hạ đó, đã bắt đầu bí mật mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty rồi. Cứ như vậy thì công ty chúng ta sẽ tiêu đời mất. Phải làm sao đây? Vương Tam Kim sao anh ta cũng tham gia vào vậy? Tô Yến Nhi, hôm nay tôi đến đây để hỏi tội cô. Lưu Tổng, công ty các cô không tuân thủ quy định, dẫn đến vi phạm hợp đồng. Hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp tác với các cô. Hơn nữa, tôi đã đăng các hành vi của công ty rác rưởi các cô lên trên mạng rồi. Công ty của các cô không thể làm ăn ở đây được nữa đâu. Thật xin lỗi Lưu Tổng. Hay là anh thử nghĩ một phương án khắc phục đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Cô tính khắc phục thế nào hả? Hôm qua cái tên đáng ghét kia đã đánh tôi thành thế này rồi. Hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường. Được rồi, chịu hà, chuyển tiền đi. Tô Tổng, làm theo lời tôi. Yến Nhi, em xong việc chưa? Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay em thấy hơi mệt.
Chắc là em sẽ về nhà em trước. Anh về trước đi. Được, vậy đi. Tô Yến Nhi, cô nhìn cô kia. Tôi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tốt cho cô, vậy mà cô lại không biết nắm giữ. Chị Thanh Tuyết, Võ Tổng với Lưu Tổng đó vốn dĩ chẳng phải là người tốt gì cả, thương trường cũng như chiến trường. Cô cứ ngây thơ như vậy không sống nổi đâu. Chị Thanh Tuyết, chị đừng la tôi nữa, cô đáng bị vậy mà. Thanh Tuyết của chúng tôi đã vất vả cỡ nào để giúp cô được gặp đại gia, vậy mà cô không biết trân trọng, đã lãng phí tấm lòng khổ sở của chúng tôi. Phải đó, Yến Nhi, nếu cô cứ như vậy, tôi không giúp cô được nữa đâu. Tô Tổng, Tô Tổng, không hay rồi. Vương Tam Kim anh ta, Vương Tam Kim và Triệu Thiên Thành. Vương Tam Kim làm sao? Công ty toang rồi, thật sự toang rồi. Chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, con chó hoang không chủ như cậu không có quyền lên tiếng. Vương thiếu gia, anh tránh ra. Ngay cả công ty của mình cũng không giữ được, đúng là đồ óc heo. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ đi tìm một cái dây để trong vào cổ rồi. Tô Yến Nhi, tôi đến đây chính là để nói với cô, cổ phần của tập đoàn Triệu Thị tôi đã thông qua mối quan hệ với Mộ Dung gia mua được 50% cổ phần rồi. Bây giờ công ty này cô không phải là người quyết định duy nhất đâu. Vào ngày mai cô nhớ ngoan ngoãn tham gia đại hội cổ đông đó. Nếu cô không đi thì công ty này sẽ thuộc về mình tôi đấy. Các người, nếu mà có trách thì hãy trách Lâm Phong, cái tên đê tiện đó. Còn không thì ông đã có thể tận hưởng cô rồi giao cho người khác rồi. Anh thả tôi ra, mau thả tôi ra. Mộ Dung gia có lệnh, trước ngày mai nhất định phải đưa Tô Yến Nhi qua Mộ Dung gia ở đế đô. Nếu không thì kết cục của Lâm gia cũng chính là kết cục của mấy người. Phải rồi, Tô Yến Nhi, ngày mai cô nhất định phải nhớ tham gia đại hội cổ đông đó. Mộ Dung gia ở đế đô, có thật không? Đó là nhà có tiền đấy. Yến Nhi, cô mau đi đi. Tôi không đi, tôi không muốn. Cô đừng có không biết điều, nhà tôi đã nuôi cô khôn lớn, cô cũng nên trả ơn chúng tôi đi chứ. Cô đã bỏ lỡ Võ Tổng rồi, đây là cơ hội tốt nhất đó. Cô mau đi đi, Mộ Dung gia ở đế đô sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho cô. Nhanh chân đi. Anh Kim, anh Kim ơi. Chị Thanh Tuyết, anh Kim, Yến Nhi nhà em giao lại cho anh đó. Chị Thanh Tuyết, hiểu chuyện đó, bỏ tay ra. Thanh Tuyết đợi anh trở về từ đế đô, nhất định sẽ đi tìm anh đầu tiên. Được thôi, chỉ thương mỗi em thôi tiểu hồ ly. Đi thôi. Dừng xe,
mau lên. Bỏ tôi ra. Tiện nhân, cô có tin ông đây làm chuyện đó trên xe không? Dù sao thì cô cũng là một đôi giày rách. Đến Đế Đô rồi cũng không ai biết được cô bị tôi chơi mấy lần đâu. Tránh ra. Anh làm nhanh đi. Dù sao chúng ta cũng cách Đế Đô xa lắm. Lát nữa đổi cho em xuống ghế sau nha. Anh tránh xa tôi ra đi. Bỏ ra. Chuyện gì? Alo, Lâm Tổng, không hay rồi, Tô Tổng bị bắt đi rồi. Nghe nói bị đưa đến Mộ Dung gia ở Đế Đô. Cái gì? Mộ Dung gia? Tôi sẽ lấy mạng các người. Tôn thượng, đây là định vị của phu nhân. Mau, nhanh lên. Chạy nhanh nhất có thể. Nếu đuổi không kịp, tôi sẽ lấy đầu của cậu đó. Đừng động vào tôi. Nói cho xe đằng sau thấy xe của Vương Tam Kim thì lập tức dừng lại, bắt sống Vương Tam Kim. Tiểu cô nương khỏe thật đấy. Để tôi xem cô khỏe được bao lâu nữa. Tôi nghe. Cái gì? Mộ Dung thiếu gia nói phía sau có người đang đuổi theo chúng ta, bảo chúng ta phải nhanh lên. Ai vậy? Là Lâm Phong. Âm hồn bất tán mà. Yến Nhi, đợi anh nhé. Quỷ Diêm La thuộc hạ của Mộ Dung Khánh Hải. Các người làm gì vậy? Triệu Thiên Thành, mau giao cổ phần của cậu ra đây cho tôi. Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Các người muốn làm gì hả? Các người dám phản bội Tô Tổng sao? Các người đừng có mà ở đây giả ngây giả ngô. Ai mà không biết cậu chỉ là một con chó canh cửa thôi. Mau giao cổ phần ra đây. Nếu không thì sao chứ? Tôn chủ. Quỷ thủ ngủm rồi sao? Là Lâm Phong sao? Tôn chủ, mong ông hạ lệnh. Để tôi đi lấy mạng Lâm Phong. Lâm Phong, cậu phải lên mạng. Alo, sếp. Không hay rồi, có người trong công ty lấy 50% cổ phần của chúng ta tự ý bán cho Vương thiếu gia. Bây giờ hắn ta đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty rồi. Cái gì? Là vậy đấy. Với lại thư ký của Vương thiếu gia còn nói đại hội cổ đông ngày mai Tô Tổng với Vương thiếu gia đều phải có mặt để quyết định số phận của công ty. Nếu mai họ mà không đến, rất có thể công ty chúng ta sẽ không còn. Tô Tổng cũng bị họ bắt đi rồi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì cả. Cái gì? Alo, Lâm Phong đúng không? Ông là ai? Ông làm gì? Triệu Thiên Thành rồi. Tôi là ai hả? Tôi là anh em của quỷ thủ, người bị cậu làm hại đây. Lâm Phong, cậu lo mà, rửa tay cho sạch đi. Tôi đến lấy nó ngay đây. Còn về tên phế vật này, có biến mất cũng chẳng sao nhỉ. Alo, Hoa Hồng, bây giờ cô quay về dẫn theo vài người nữa cứu Triệu Thiên Thành ở công ty đi. Với lại cô giúp tôi đưa Quỷ Diêm La về đây cho tôi. Vâng, Tôn thượng. Tiếp tục đuổi theo. Yến Nhi, em phải đợi anh nhé. Anh làm nhanh lên. Em nhịn hết nổi rồi. Tránh ra. Tránh ra đi. Đậu phộng, cô đừng có vùng vẫy không biết điều thế nữa. Cứ ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi. Tránh xa tôi ra. Làm gì vậy? Tránh ra đi. Tôn thượng, chúng ta sắp đến Đế Đô rồi, làm sao đây? Một khi đến địa bàn của Mộ Dung Khánh Hải, muốn cứu phu nhân sẽ càng thêm khó. Cứ đuổi theo đi. Vương Tam Kim, Lâm Phong. Cái gì cơ?
Vương Tam Kim. Lâm Phong cậu. Anh to gan thật đấy. Lâm Phong, cậu dám đánh tôi. Người anh em, cậu ta trả các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi để đánh hắn. Im ngay. Lâm Phong, đứng sau tôi là Mộ Dung gia đấy. Cậu mà dám đánh tôi, rồi tôi sẽ xử đẹp cậu. Lấy đầu của cậu, làm ghế cho tôi ngồi. Đúng vậy, Lâm Phong, cậu đừng tưởng là cậu lấy tiền của đàn bà ức hiếp kẻ yếu là có thể dọa được anh em tôi. Cậu mau biết thân biết phận cút đi. Cậu chỉ như cái mông tôi thôi. Tôn chủ, tôi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của Hoa Hồng, nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Cái gì? Dừng tay. Lâm Phong, quả là trọng tình trọng nghĩa. Một thuộc hạ nhỏ bé bị tôi bắt giữ, mà cậu cũng đích thân đến. Tôn chủ, mau chạy đi. Hoa Hồng, con đàn bà này, đồ chán sống, dám làm hại chị em tôi. Quỳ tiên đi. Lão Mạc, thế nào rồi? Tôn chủ, không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một tuần, sẽ khỏe lại thôi. Vậy thì tốt, tôn chủ. Được rồi, tôi không trách cô, là do tôi vô dụng. Phim được dịch, thuyết tôn chủ, và lồng tiếng tại phim phu nhân ở phòng bên cũng tỉnh rồi, nhưng cậu phải nhớ rõ. Đừng để cô ấy vận động mạnh. Những cái khác thì không có vấn đề gì cả. Ông vất vả rồi, Lão Mạc. Tôn chủ, không có gì. Yến Nhi, Lâm Phong, em định đi đâu? Em phải tham gia cuộc họp cổ đông của công ty. Triệu gia đã cho người gửi tin cho em rồi, nói đám người Vương Tam Kim đã đến hết rồi. Hơn nữa rất nhiều cổ đông đứng về phía hắn, em phải đến đó. Đám bại hoại này, anh không nên tha cho chúng mà. Anh nói gì? Không có gì. Để anh đi với em. Được, đi thôi. Xem ra, Tô Yến Nhi sợ rồi, không dám đến dự cuộc họp cổ đông lần này rồi. Anh họ, người phụ nữ này, cô ta thì biết gì về quản lý công ty, vẫn nên là anh. Đó là đương nhiên. Đúng vậy, chính xác. Chỉ Vương Tổng mới có thể dẫn dắt công ty chúng ta ngày một phát triển. Thông qua cuộc họp cổ đông lần này, có thể thấy Tô Yến Nhi quá nhát gan. Vậy thì sao có thể thuyết phục được những cổ đông thông minh đang ngồi đây chứ, đúng không? Có đúng không? Đi theo người phụ nữ đó thì làm gì có tương lai. Anh họ, đừng nóng mà. Đám người đó là đám ách ngồi đáy giếng, không biết tốt xấu. Đúng đấy, Vương Tổng, lần trước cái cô Tô Tổng đó đã làm mất hợp đồng với Lưu Tổng đấy, còn bồi thường cho người ta mấy trăm triệu nữa. Xem ra cô ta đúng là sao chổi. Chính xác, lần này có nói gì cũng không thể để cô ta lãnh đạo nữa. Tôi đồng ý. Anh họ Ngâu, đây là ai thế này? Ai đây? Tô Yến Nhi, ra mặt các người dày thật đấy. Rõ ràng biết công ty không nhanh đón, vẫn lị lợm xông vào. Để làm gì? Đồ sao chổi này, sao lại đến đây nữa? Cô còn ở công ty ngày nào thì công ty còn thua lỗ ngày đó. Anh nói bậy bạ gì vậy? Tổn thất của công ty đều là do tên bị ổi Vương Tam Kim này đứng đằng sau hãm hại. Câm miệng đi con đàn bà này. Miệng của cô cũng dơ bẩn hệt như thân thể của cô vậy. Để tôi nói mọi người nghe, mọi người đừng bao giờ tin lời cô ta nói. Ở bên ngoài không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Không biết chừng còn có suy nghĩ lệch lạc nữa. Đúng vậy, có lần tôi còn thấy Tô Yến Nhi uống rượu say bí tỉ, bị một người đàn ông lạ mặt bế vào khách sạn. Anh đừng nên dây vào cô ta nhé, có khi lây bệnh truyền nhiễm cũng nên. Đừng có quên, vẫn còn 50% cổ phần trong tay tôi. Đến cuối ai là người thắng vẫn chưa biết đâu. Mấy tên rác rưởi các người
đừng hòng được ở lại. Uy hiếp người ta nữa chứ. Lâm Phong, cậu là cái thá gì mà lên tiếng? Bày đặt lên giọng tổng tài ở đây. Đúng đấy, cậu có tư cách chỉ trỏ tôi sao? Dám so với tôi, mở to mắt của các người. Nhìn cho kỹ đi. Cái quái gì vậy? Mua ở trước cửa trường tiểu học hả? Còn lấy ra khẻ người ta nữa. Đáng mấy người. Không biết nhìn đồ giá trị sao? Đây là chiến tôn lạnh. Tôi chính là chiến tôn bắc cảnh. Chiến tôn bắc cảnh sao? Lâm Phong, nếu cậu là chiến tôn bắc cảnh thì tôi là ba của chiến tôn bắc cảnh. Đám mấy người không biết nhìn đồ giá trị. Lâm Phong, cậu nói xem, mọi người ở đây đều biết cậu là đồ vô dụng, tại sao cậu lại giả vờ làm người đứng trên vạn người vậy? Chiến tôn sao? Cầm lấy, ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Phải, phải đó. Lâm Phong, cậu nói xem, một tên cặn bã như cậu còn ra vẻ trước mặt chúng tôi, có phải não cậu chứa toàn đồ ăn hết hạn rồi không? Hai người, hãy nhớ hôm nay đã sỉ nhục tôi ra sao. Đợi đến một ngày, tôi sẽ bắt trả giá gấp trăm lần. Tôi nói này Lâm Phong, như vậy đi, bây giờ cậu đi ra ngoài mua chai rượu rồi uống hết đi. Sau khi uống xong rồi cậu hãy nói cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương đều được. Uống nhiều chút, lát nữa Tô Yến Nhi sẽ thành Vương Mẫu Nương Nương của cậu. Tôi là chiến tôn bắc cảnh, có biết đắc tội với tôi thì sẽ bị gì không? Lệnh bài này là hàng thật giá thật. Cậu cút đi. Ngồi ở đây chiến tôn chiến thần gì? Ngay cả sách dép cho chiến tôn bắc cảnh cậu cũng không có cửa. Nếu cậu là chiến tôn bắc cảnh thì ông đây chính là Hộ Quốc Long Vương. Các người, được rồi, cút đi. Lâm Phong, Vương Tam Kim, tôi cho anh hạn là 3 ngày ngừng công kích Yến Nhi đi và trả lại cổ phần. Ngoài ra, anh đã vi phạm pháp luật của Long Quốc tôi. Tôi cho hạn là sau 3 ngày nữa, ở đại hội cổ đông, bảo ba anh đích thân đến xin lỗi. Tên điên, cậu nằm mơ giữa ban ngày đi. Hy vọng 3 ngày sau anh vẫn còn tự tin như vậy. Đi. Tôi khuyên anh nội trong 3 ngày biến đi nhóc con, đừng quay lại đây nữa. Lâm Phong, anh cũng kích động quá rồi. Cái gì mà Long Quân Bắc Cảnh, cái này viễn vông quá rồi. Còn nói gì mà bảo Vương gia chủ xin lỗi. Em thật không biết phải làm sao đây nữa. Được rồi, Hoa Hồng, cô xử lý trước đi. Yến Nhi, yên tâm đi, anh đã xử lý xong xuôi rồi. Tên Lâm Phong đó quả thật đã lấy lệnh bài chiến tôn ra sao? Ba quan tâm mấy chuyện này làm gì chứ? Chắc chắn cái đó là giả, ai mà không biết tên Lâm Phong đó chỉ là một tên vô dụng. Đúng đó, bác ơi, ai ai cũng biết tên Lâm Phong đó là một tên vô dụng, căn bản là không cần lo lắng. Ba, hắn dám mạo danh đến Long Quân Bắc Cảnh, hắn phải bị nhận trừng phạt. Đợi chúng ta kết thúc đại hội cổ đông, chúng ta sẽ bắt bọn họ lại, đến lúc đó tặng cho Mộ Dung đại nhân. Không chừng họ còn nhớ đến công của chúng ta. Em họ thông minh lắm, nhớ anh họ dạy đó. Đi làm việc cùng anh. Được, đi. Mấy người trẻ này, cứ để chúng bay nhảy đi. Đồ Long Vệ nghe lệnh. Đồ Long Vệ, dẫn đi cho tôi. Không, tôi đã phạm lỗi gì chứ? Vương Tam Kim con trai ông đã phạm phải tội, làm chúng tôi bị thương thì không nói, đằng này còn mạo phạm tới Long Quân đại nhân, tội không thể tha. Long Quân đại nhân rộng lượng khoan dung,
chỉ bảo ông đến nhà xin lỗi. Ông còn không biết tội. Dám hỏi Long Quân Đại Nhân là ai vậy? Long Quân Đại Nhân là người mà ông đã ngang nhiên xúc phạm hết lần này đến lần khác đấy. Lẽ nào là Lâm Phong? Câm miệng, dám gọi tên thật của Chiến Tôn. Quả thật là cậu ta. Con trai, đừng đi trêu chọc cậu ta nữa. Trước đại hội cổ đông, ông không được đi đâu cả. Vương gia chủ, tôi không đi đâu hết. Vương tổng công ty lại nhờ vào anh rồi. Phải đó, Vương tổng, sau này chúng tôi đều nhờ vào anh rồi. Quá khen, quá khen rồi. Cậu hứa gì mà hứa? Một con chó không ai dựa vào. Tôi khuyên cậu, hãy về phe chúng tôi đi. Anh nằm mơ đi. Chó không nhà mà chảnh. Nếu như Tô Yến Nhi không đến đây thì coi như đã từ bỏ rồi. Không biết từ khi nào đã bắt đầu làm con rùa rụt cổ. Vậy tôi sẽ tuyên bố lãnh đạo mới của tập đoàn là... Câm miệng. Lâm Phong, ai cho cậu cái gan mà cậu dám đến đây vậy? Vương Tam Kim, tôi đã nói là anh sẽ hối hận mà. Hối hận gì? Không phải cậu bảo bác tôi đến đây xin lỗi sao? Có ai đến không? Phải đấy, cậu tưởng cậu là ai? Cậu bảo ba tôi đến xin lỗi cậu. Ba tôi là người mà cậu muốn gọi là gọi sao? Ai nói tôi không gọi được Vương Kiến Quốc chứ? Cậu dám gọi thẳng tên của ba tôi sao? Cậu là cái thá gì chứ? Vương Tam Kim, cái miệng đừng nhanh hơn não. Đến lúc bị vả vào mặt sẽ rất đau đấy. Tôi đã tới tham gia đại hội cổ đông rồi. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu đi. Có gì mà mạnh miệng vậy? Tôi bỏ cho Vương Tổng. Vương Tổng mới là thiên tài kinh doanh. Tôi cũng bỏ cho Vương Tổng. Thấy rồi chứ, Tô Yến Nhi, cô còn muốn nói gì nữa? Mọi người đều ủng hộ cho một tên luôn làm chuyện xấu sau lưng người khác sao? Vương Tam Kim, anh thật bị ổi vô liêm sỉ. Tôi bị ổi vô liêm sỉ. Cô lấy chứng cứ ra đi. Lâm Phong, cậu cũng vậy. Hai ngày trước không phải nói kêu ba tôi đến xin lỗi cậu sao? Tôi thấy cậu cũng chỉ nói được mấy lời hoa mỹ đó. Cậu lại bắt ba tôi xin lỗi cậu sao? Phải đấy, bác tôi bây giờ đang ngồi ở nhà uống trà rồi. Xin lỗi sao? Kiếp sau cũng không có đâu. Mắc cười quá đi. Bảo ba của Vương Tổng đến xin lỗi cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu nghĩ mình là ai? Lâm Phong, tôi đã nhìn thấu cậu rồi. Cậu đấy, ngoan ngoãn thu dọn đồ, ra đường ngủ với vợ cậu đi. Còn cô nữa, Tô Yến Nhi, cô nhìn cái gì? Cô đừng tưởng cô như vậy là xong rồi. Tiện nhân như cô, ông đây nhất định sẽ khiến cho cô tan nhà nát cửa, đưa cô đến phố đèn đỏ để bán thân. Anh Vương Tam Kim, tôi cũng không sợ cái miệng cứng của anh. Tôi bỏ cho Tô Tổng. Cái quái gì vậy? Tôi hỏi cậu, cái quái gì vậy? Tất nhiên là bằng chứng phạm tội của anh rồi. Anh hãm hại công ty ra sao? Anh quên hết rồi sao? Không thể nào. Bằng chứng gì chứ? Cái này là giả. Là thật hay giả? Bản thân anh không biết sao? Không thể nào. Anh tôi làm việc bí mật như vậy, làm sao cậu có thể nắm đuôi được chứ? Tên ngốc này. Cái quái gì vậy? Bằng chứng gì chứ? Tất cả đều là giả. Hay lắm. Vương Tam Kim, tôi biết ngay là anh mà. Loại người phá hoại lợi ích của công ty, không xứng đáng làm sếp tổng của chúng tôi. Đúng, chúng tôi ủng hộ Tô Tổng. Chúng tôi đều ủng hộ cô ấy. Bỏ phiếu cho ai? Mấy người các người là đồ ăn cây táo rào cây sung. Tôi đã cho các người bao nhiêu tiền? Vương Tam Kim, không ngờ anh dám dùng phương thức mua chuộc để đoạt lấy công ty chúng tôi. Đồ mặt dày vô sỉ. Cô ngậm máu phun người. Đừng tin lời của cô ta. Mọi người không được tin lời cô ta. Nói sằng nói bậy. Vương Tam Kim, hôm nay tôi sẽ cho anh không thể sống được nữa. Đi. Bà ơi, cô là ai mà đối xử với ba tôi như vậy?
Cục tuần tra. Vương Tam Kim, đã biết tội chưa? Biết tội sao? Tôi biết tội gì cơ chứ? Đứa con bất hiếu này, nói năng hồ đồ. Tại sao phải trêu chọc tới Long Quân đại nhân? Bà ơi, con biết sai rồi, con đã biết rồi. Con đâu có gây sự với Mộ Dung đại nhân đâu, con là gây sự với Long Quân Bắc Cảnh Lâm Phong. Cái đứa nghịch tử này, con làm ba tức quá mà. Lâm Phong, không thể nào. Cái tên phế vật này sao? Hỗn xược, tên húy của Long Quân mà cậu dám nói thẳng ra sao? Cậu dám mạo phạm Long Quân ư? Tội không thể tha. Không, các người hiểu nhầm rồi, không thể nào. Con câm miệng. Tôn thượng, tôn thượng, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi dạy bảo không đàng hoàng, tôi mới có tội. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi quỳ gối cầu xin ngài. Vương gia chủ, người ông nên xin lỗi không phải tôi, mà là vợ của tôi, Tô Yến Nhi. Vâng, Tô tiểu thư, tôi sai rồi, Tô tiểu thư, xin cô hãy tha thứ cho tôi, Tô tiểu thư, tôi sai rồi. Cái này, Tô tiểu thư, nếu cô không tha thứ cho tôi, hôm nay tôi sẽ dập đầu xuất ở đây. Tô tiểu thư, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Lâm Phong, em nghĩ ông ta đáng tha thứ thì cứ tha thứ, còn nếu cảm thấy không đáng thì em cứ mặc kệ. Đừng mà, Tô tiểu thư, không được đâu. Tô tiểu thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi, tôi sai rồi. Tô tiểu thư, thôi được rồi, Vương gia chủ, ông đứng lên đi, tôi tha thứ cho ông. Được, cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi biết, Tô tiểu thư, từ bi bác ái. Cảm ơn. Cảm ơn cô, ba, sao vậy, nhưng mà, tôi lại không nói, tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Tô tiểu thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho con trai tôi, nhà tôi chỉ có Độc Đinh một thằng con trai, tôi cầu xin cô đó, tôi dập đầu tạ lỗi, xin cô tha thứ. Cô làm ơn, Vương Tam Kim chống lại công ty tôi, khiến công ty chúng tôi lỗ hàng trăm triệu, làm sao tôi có thể tha thứ chứ? Bồi thường, bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bồi thường? Tha cho tôi đi. Cô tha thứ cho tôi lần này, được không? Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không dám làm nữa. Nếu như đã biết sai rồi, vậy thì tổn thất của công ty bồi thường hết, ngoài ra còn phải tăng thêm 50% tiền bồi thường. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy số tiền này trong tài khoản ngân hàng. Không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có ngay, chúng tôi hứa. Cảm ơn ngài. Chúng tôi ủng hộ Tô Tổng, tôi cũng ủng hộ cô, Tô Tổng thật tuyệt vời. Lâm Phong, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, chúng ta nói sau nhé, bây giờ xử lý chuyện công ty quan trọng hơn. Được. Mọi người nghe rõ đây, bởi vì đã chọn chúng tôi rồi, nên là tôi hy vọng trong số chúng ta có ai nhận tiền hối lộ của Vương Tam Kim thì thành thật khai báo ra, nếu không tập đoàn không hoan nghênh mọi người. Bây giờ tự giác giao ra đây, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, mọi thứ sẽ lại vận hành theo như trước đây. Nhưng mà nếu tôi phát hiện ra, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Tô Tổng, tôi đã dùng không ít rồi. Vậy không được, trước ngày mai bổ sung ngay cho tôi. Được, vậy cũng được. Vị tôn thượng này là thật sao? Đúng vậy, tôi chính là Chiến Tôn Bắc Cảnh. Nhìn thấy tôn thượng còn không hành lễ, chán sống sao? Một tháng sau, đám cưới của tôi và Yến Nhi sẽ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất. Đến lúc đó, tôi hy vọng mọi người có thể đến. Lâm Tổng, chuyện đám cưới, anh cứ giao cho tôi đi. Tôi đảm bảo với anh, sẽ làm thật là hoành tráng. Đi thôi. Lâm Phong, anh thật sự là Long Quân Bắc Cảnh sao? Đúng vậy, Yến Nhi, thực lực bây giờ của anh đã đủ để bảo vệ em và mẹ rồi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Đúng vậy phu nhân, cô cứ yên tâm, từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt cô nữa, ngược lại, những kẻ bắt nạt cô sẽ phải trả cái giá đắt. Những người đó, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Lâm Phong, Yến Nhi, chúng ta về nhà thôi.
đi thôi. Mẹ đang ở nhà, đợi chúng ta. Được. Hoa Hồng, cô quay về đi. Vâng, tôn thượng. Mẹ ơi. Yến Nhi, con có bị sao không? Mẹ, con không sao, con không sao mà. Ngồi xuống rồi nói, con mau ngồi xuống đi. Con trai. Yến Nhi, Vương thiếu gia có làm gì với hai đứa con không? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Vương Tam Kim đã bị con đánh bỏ chạy rồi. Hơn nữa, anh ta còn phải bồi thường tổn thất cho công ty nữa. Sao có thể chứ? Con trai, đừng nói dối mẹ. Mẹ, con thật sự không nói dối mẹ. Mẹ, Lâm Phong anh ấy có một thân phận rất quan trọng, vẫn chưa nói với mẹ. Từ bây giờ chúng ta sẽ không bị bắt nạt nữa. Ý của con là sao? Mẹ, con là Long Quân Bắc Cảnh. Không phải trước đây con bị Vương Tam Kim hãm hại đến Bắc Cảnh sao? Tại nơi đó, con đã cố gắng trở thành Long Quân của Long Quốc, có địa vị cao quý. Trước đây con không nói với mẹ, vì con lo sẽ dọa mẹ sợ. Nhưng bây giờ đã ổn rồi, tất cả đã qua hết rồi. Long Quân. Con trai, Vương thiếu gia bảo con là mạo danh. Con trai, chúng ta không thể làm giả chuyện này được. Chuyện này phải ngồi tù đó. Mẹ là thật đó. Không tin thì mẹ hỏi Yến Nhi. Là thật đó mẹ. Lâm Phong dạy dỗ đám hung hăng Vương Tam Kim một trận nhớ đời rồi. Con trai tôi giỏi thế sao? Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ vui quá. Nhà chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi. Sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Mẹ ơi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa. Mẹ sẽ nấu súp gà cho các con đây.